các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh anh em Cần Tài Nùng. Hôm nay anh em mình sẽ làm ẩm thực trên cái con thác Tong Pet nha các bạn nha. Hiện tại anh em mình đang có mặt tại đây rồi. Xin mời các bạn hãy theo dõi cái video của anh em chúng tôi nha. Làm thôi anh em. Có hôm nào là đông đủ cả nhỉ? Ôi cái gì lại giật mình thế cả? Một cái khúc cây về để đi nữa quấn mới được này, nó vẫn để quay đi nữa để anh đi tìm cái cây tre luôn à nhỉ. Thằng nào chả lấy cái cây tre để làm cơm nam. Rồi thế lấy cái chân câu về câu giật cá rô phi cho nó sướng.
quên mất. Đi mình nhớ rồi. Lấy nhiều đồ quá, quên mất. Gia vị chung rồi. Đây là gia vị chung của tất cả mọi vùng rồi. Không phải riêng vùng mình đâu. Đây là sản phẩm của mình đấy. Em ông già kia quán chài đắt thẳng cái thẳng. Tính ngựa đấy không đấy. Đã xong gia vị các kiểu đã xong, bây giờ sẽ tẩm gia vị vào miếng thịt rồi anh em mình sẽ đi tìm cây tre về để làm cơm lam nha các bạn nhá. Chờ nó ngấm để đi tìm cái cây về để buộc. Đúng rồi, tấn qua kia mà anh qua đấy đến thì thấy hơn rồi. Được em ơi, được ok. Ô, cái dây mình về để đâu nhờ? Rồi luôn rồi.
đang nướng này các bạn nhá. Ôi con dao nguy hiểm đấy. Được mà. Được không sao đâu. Sôi chưa, sôi chưa? Được ấm. Được rồi. Mình còn đo, mình còn chặt cái con mắt nữa được. Cứu à. Rồi em ơi. Bây giờ. Hả? Thành phố. Bên kia ta. Vì bong giáo bây giờ ta. Kiếm, à Dũng. Đó, mình thích thủ đi. Anh mình hết vùng rồi, đó, giống mình cái nắng đây bạt này. Ồ, bao phải. Sôi không à, sôi không? Đã. Sôi được không? Cái máy, chưa em à, không sôi đã. À. Nhưng mà cái này dày em à, cứ cho nó cháy thoải mái đi. Không. Cho nó cháy đi, không chưa đến đâu à. Để nó sôi đã, như ông nói, đừng không chủ quan. Hôm nọ làm cái cơm lam ở đầu nguồn ấy các bạn ạ, mình bị cháy, hôm nay mình làm mình thấy phải lật nó chuẩn vào ăn nó mới ngon, còn cháy như hôm nọ là nó cháy vàng thì rất là ngon, nhưng mà để mà cháy đen xì ngòm như hôm nọ ấy, ăn chán lắm các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ giúp thằng em để lật mới được. Ô cái này bị nghiêng đi em ơi nhỉ. Đây là cái này dễ hơn này. Nó bị xoắn đi. Được đấy. Nào ý như tên tên. Đó. Đảo cái này nó chạm vào. Này đâu nó chạm vào. Anh muốn tiếp kiểu à? Uống đi. Rồi miếng thịt vàng dần rồi nha các bạn nha. Đây, ôi, tuyệt vời nha. Tuyệt vời rồi. Quay cơm lam này các bạn nha. Bắt đầu rồi. Là cái gia vị để mà quay với những cái thịt quay và lợn quay thì không thể thiếu nó cái lá măng mật nha các bạn nhé. Ngon. Tuyệt vời luôn em ơi. Cái cháy này luôn. Ngon. Xin mời mọi người nhá. Cơm lam tuyệt vời đây. Wow, ngon đấy. Làm một cái đi. Đấy mới. Đấy. Đây mình đang tạo dựng cái hình ảnh cho cái con thác này nó đẹp đẽ và vệ sinh, nó phải mình đừng là người đến trước, phải là làm cái công tác vệ sinh nó tốt vào để cho những người đến sau ấy người ta mới có cái ý thức. Ơi miếng thịt nướng sắp lên rồi nhá các bạn nhá, còn cái khâu cuối cùng đang ép vào để cho nó giòn nữa là ok nhá các bạn. Là miếng thịt rất là to nhưng mà bây giờ nướng lên còn nhỏ lắm mà nhỉ, bây giờ nó khô vào nhỉ. Hôm nay đi tận đâu à thằng cu? Hôm nay đi đâu đấy? Đi tận đâu đấy? Đi lấy nước mà đến giờ này? Đi lấy nước mà đến giờ này hả? Hả? Đi lấy nước mà đến giờ này sắp chết, khát nước chết đấy cả. Này chết không, đi vào ấy đây ngồi đi. Vào đi, cái này tí nữa cho khả năng thằng Tú mới được. Ngồi đi em ơi. Tí nữa thằng ra thằng vào, tí nữa lại thành ấy ngay. Sắp xong rồi. Đây, có mấy anh em đây rồi. Anh đang làm bước cuối cùng.
Tuyệt vời không? Yeah. À. Không, bây giờ vào là nó bị làm như này một giờ, bây giờ nó cái kim nó vào à? Ai cái này thì đã hai thằng em ở trong làng. Mình đi đến đâu mình cũng phải mình rất là thích những người ở trong làng đó đi làm đi ngồi cùng. Đúng rồi, cái tên mà mình có bay. Đúng chưa còn thương yêu. Chưa đây. Chưa đây. Wow. Nhưng mà chín chưa? Ôi, thơm thế. Quá đẹp. Ngon nha, tuyệt vời luôn. Tuyệt vời, cái đó, miếng này là trời ơi. Ồ, cái này mình chặt kiểu gì là như thế này hay sao ấy nhở? Cái miếng của nó ấy. Chặt ngang phát đá anh. Ờ, đấy, đấy. Chặt đôi phát đá, đấy. Đấy, giòn lắm mà. Đấy, cái này chặt miếng mình mới ngon này. Bé đây, chặt cần. Giòn hơn thịt lợn quay. Đấy, phát đá quay, quay, quay. Hả? Quay đi, đấy. Không ra, cái thớ nó như này thôi, phải như này. Ờ, thớ như này thì quay như này. Ngay thứ thịt nó ăn là mình ngon. Ôi, kiểu này thì bé quá nó với đấy thôi anh ạ. Cứ to một ít cũng được này, tại vì mình cũng có văn văn quay đâu mà. Không cần nó với ra nó đi, nhìn không đẹp không? Đấy, đây. Để sang bên này đi. Cầm sạch cầm anh. Cầm vào đi. Anh về ngồi đây cạnh anh. Cái này là ấy quá. Xin mời các bạn nhá. Mình ăn trước rồi. Mời anh em. Thằng Đúc nó vào nào? Dạ. Đúc cái này, Đúc này đẹp cả. Khả năng áo tủ lạnh mới đẹp bên đây thôi. Rồi tủ lạnh đấy, bên đây này. Kể cả... Đeo hẳn nó, kể cả luộc, đây cũng màu bên đây. Nó xiêm. Ừ. Ôi. Đấy thế này. Đây đấy chậm mà. Có cái màu. Ăn, ngon. Đấy. Hãy subscribe cho
chứa của nó à? Nó là gần chỗ chứa đấy. Ừ. Không như lúc đầu không ăn nhưng mà thấy con em ăn ngon thì lại may quá được không ngoài mà lồng hoàng ăn anh cải vậy ơi ăn cả đến 10 à như thế thôi này là ngon không cần kia để vào kia cho nó ấm đi không nhỉ để vào cạnh kia đi đường nhầm nái mẹ được à? Đẻo ra. Đẻo lắm. Thằng đấy. Con nó cân. 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 Đi. Rồi anh em mình chắc là cũng xin kết thúc video tại đây các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của anh em mình. Các bạn hãy chia sẻ và đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất nha các bạn nha. Xin chào các bạn.